Yo, xin chào các em đã quay trở lại với Zalo của mình nhá. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em top 5 cái mẹo mới. Và cái mẹo đầu tiên thì ở đây thì em có thể đặt mình được ở trên những cái lốp xe như thế này. Đấy, thì mình nghĩ là đặt được những cái mình này hoặc là những cái bẫy ở cái lốp xe thì nó rất là khó. Nhưng mà thực ra không khó đâu nhá. Thì ở đây thì em hãy đặt cho mình hai trái bom keo ở phía trên này, cũng như một trái bom keo ở phía dưới. Mình sẽ hướng dẫn cho em luôn. Ở đây thì em hãy bắn vào trái bom keo đi. Úi dồi ôi, có lẽ là một pha hơi phai xíu rồi các bạn. Ôi, có lẽ là mình ném bom keo nó không được chuyển rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn em luôn. Ở đây thì em cũng có thể thấy rằng nếu mà em ném một trái bom keo ở phía dưới thì em có thể điểm hai trái bom keo ở phía trên. Và anh em lưu ý rằng anh em hãy ném sao cho trái bom keo hai trái ở phía trên nó cao xíu để em có thể vào nha. Vừa nãy thì mình ném nó hơi thấp một xíu cho nên hiện tại mình không vào được. Và lúc mà nếu mà em ném cao lên thì em có thể vào được ở phía trong cực kỳ dễ dàng luôn. Và hầu như là nó sẽ không nhảy lên nha, không nhảy được như thế này đâu. Bởi vì ở đây mình ném hơi thấp. Với lại hiện tại mình còn hai trái bom keo thôi. Ở đây em có thể nâng lên được này. Nâng cao như thế này nhá. Đấy, em ném lên. Đấy, hiện tại mình nâng xíu như thế này có biết hay không nữa. Và cứ thử thôi em ạ. Và anh em lưu ý cho mình thêm một điểm nữa. Ôi trời ơi, là anh em phải ném sao cho nó chính giữa ở cái lốp xe nha, chứ không là không vào được đâu nha. Đấy, anh em vào được thì anh em hãy đặt mình ở phía trong. Vừa nãy mình hơi bị lố một xíu là mình ném thấp này, vào sai ở cái tâm của cái lốp xe nữa cho nên hiện tại không vào được. Nhảy phát là nó bốc lên lên đấy. Nếu mà nó cao xíu nữa được anh em ạ. Rồi, ok, thì đây là cái địa điểm đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn cho em nhá. Và tiếp theo đi với cái địa điểm thứ hai. Đây không phải là cái địa điểm mà đây là cái mẹo. Mẹo này nó cực kỳ hay luôn. Nó ảo thật đấy em ạ. Vậy sao mình nói ảo đấy là lúc mà em vào đấy. Ôi dồi ôi, nó phê lời luôn, phê lời của mắt này. Ở đây thì em hãy nhấn cái nút chụp ảnh cũng như là ở cái nút nút gì phóng to nhá. Đấy, chụp ảnh là phóng to này, đấy, ôi dồi ôi. Lag luôn này em ạ, lag mày luôn. Ở đây thì hơi khó một xíu bởi vì nhấn cùng lúc thì nhỡ nếu mà em lưu ý là nếu mà em nhấn cùng lúc sẽ được. Đấy, được này. Ôi dồi ôi. Thì nói chung thì lúc mới vào thì em sẽ hơi run tay và nhấn lúc chậm lúc nhanh, nhưng mà nếu mà em nhấn quen rồi thì được phát một luôn, uy tín luôn nhá. Đấy em thấy không? Nó cực kỳ ảo, ảo cực kỳ luôn. Nói chung như thế này thì phải loi ở cái kết này thì nó cũng khá là lâu rồi. Và không biết là em nào đã biết hay chưa. Nếu mà em nào chưa biết thì cứ xem hết các video của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho em nha. Đấy, nó dễ cực kỳ luôn. Bữa thì mình cũng thấy là một thanh niên nào làm đấy, mình thấy độ sẽ nó ảo vãi. Đấy, thế mình làm lại thôi. Đây, cái khẩu này nó mà ảo lại, úi dồi ôi. Nó ảo phê loi mắt luôn, nhìn phê con mắt anh em ạ. Nếu, đúng rồi, bữa thì mình thấy là 6-7 cái khẩu súng như thế này nó lặp lại nó quay được luôn. Nhưng mà ở trong cái phiên bản này OB20 mấy đây rồi thì nó đã là fit lại cái lối ấy và hiện tại thì có một cái khẩu quay được thôi. Ảo thật luôn, uy tín luôn nha em. Rồi, quá là vip Việt ạ. Ở đây thì mình sẽ xuống ở cái khẩu xuất gương này, cái khẩu sân đi đấy. Ấn phát được luôn, uy tín quá luôn đấy. Bởi vì lúc đầu thôi, lúc đầu thì chưa quen tay thì nó sẽ hơi khó thật. Nhưng mà nếu anh em quen tay rồi thì nó cực kỳ dễ dàng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục sang cái điểm thứ 3 mà mình muốn hướng dẫn cho em. Ở cái điểm thứ 3 này thì khỏi phải bằng em ạ, nó cực kỳ hay. Rồi, welcome em đến với cái địa điểm thứ 3. Đến địa điểm thứ 3 như nào anh em ơi. Ở cái địa điểm thứ 3 mà mình muốn hướng dẫn cho em thì nó sẽ ở cái khu vực cái gì ta nhà máy điện nè. Vừa nãy thì lỡ mất đi họ đọc cái khu vực lò máy điện đấy cơ, cậu xem khá là nhức nhất luôn đấy các bạn. Và ở đây thì mình đang xuống ở cái khu vực nhà máy điện. Ở trong cái phiên bản 2.0 này thì nó khá là hoàn thiện rồi, mà tiếc một điều là nó không có cửa anh em ạ, khá là hư cấu. Rồi thì ở đây thì anh em hãy chạy sang ở phía cái ngôi nhà ở phía bên này nha. Let's go nào mọi người ơi. Thì mình sẽ nhặt một ít đồ đã để dưới bên kia có. À đúng rồi, mình quên nói với em ở cái địa điểm này anh em có thể nhìn được ở dưới đất nhưng mà có thể nhìn xuyên tường anh em ạ.
gọi là nhìn xuyên lòng đất luôn. Nó một cái gọi là một pha đi vào lòng đất đây em ơi. Và ở đây thì hiện tại thì mình đang sang ở cái ngôi nhà bên này. Đấy chính là nó. Ở cái ngôi nhà dài anh em. Đấy. Bây giờ mình sẽ sang ở phía bên này. Rồi, ở đây thì sẽ có một cái lỗ nó bị lủng như thế này này. Và anh em hãy nằm xuống đây cho mình. Đây chính là lò em ạ. Ngó lên trời, trời cao đâu có thấu anh em ơi. Thì ở đây thì anh em cũng có thể thấy được là cái độ vip của nó là như thế nào rồi đó. Nói chung là không cần phải dày rồi. Cái nhìn thôi là cũng biết cái mức độ của nó là nó như thế nào rồi. Quá là lìn em ạ. Ở đây thì nếu mà có tên nào thì anh em thấy thì chỉ nhấc cái mong ngồi lên phát là bắn auto headshot luôn em ạ. Khá là hay. Ai có cái mẹo auto headshot mà kiểu như anh em nằm xuống này, anh em bật nhắm lên và anh em ngồi dậy là nó auto vào đầu. Đấy, anh em nằm xuống ngồi dậy à, nhầm nằm xuống bật nhắm ngồi dậy và đấy là auto vào đầu luôn nha. Cái kết đấy thì bữa thì mình cũng có hướng dẫn cho anh em rồi. Rồi tiếp theo ở cái điểm thứ tư, ở cái điểm thứ tư này nó hơi phiêu. Bởi vì nếu mà ở phía trên nó nhìn xuống thì là bay đầu đấy mà. Nhưng mà nói chung ba trạp ống keo thì mình nghĩ đây cũng là một cái điểm khá là hay ở những cái bo cuối. Bởi vì bo cuối là một cái bo nó cực kỳ rát luôn. Nên mình sẽ ném thêm một trái nhá. Vì mình thấy bo một trái ống keo ấy giữ lại. Nhưng mà thôi, cho nó đi đi, cho nó lên. Uy tín ba trái luôn nha. Vào đây thì mình sẽ ném thử trái thứ ba cao hơn xíu để xíu nữa lên trên kia mà nó không nhảy lên được là quê vãi luôn đấy. Bây giờ mình sẽ lên ở phía trên này. Rồi, cái bom keo này thì nó hơi bị fry xíu bởi vì nó khá là nhỏ, anh em phải bịt ngầm đi nha. Là cái cách mà mình hướng dẫn cho anh em cách đi trên bom keo nó dễ dàng. Rất nhiều anh em cứ đi bom keo nó bị rơi suốt như thế thì độ dễn khá là phí bom keo. Anh em lưu ý lúc mà anh em lên được rồi bắn vỡ bom keo đi, chứ không nó lên nữa lại nhức đầu anh em ạ. Đấy, uy tín luôn. Anh em nhận độ xem UAV kìa. Lại là UAV. Đấy, những cái địa điểm này nó khá là nhạy cảm. Bên kia có người nhưng mà không thấy, xa quá anh em ạ. Úi dồi ôi, xa quá. Thế này thấy cái gì đâu. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ sang cái địa điểm cuối cùng. Welcome em đến với cái vị trí thứ 5. Ở cái vị trí thứ 5 đây là một cái địa điểm gọi là khá là nhạy cảm ở cái khu vực đạo quân sự cổng sơi. Ở cái khu vực cổng sơi này thì có lẽ là nếu mà anh em nào quan sát thì cổng sơi là cái khu vực mà xảy ra nhiều cái vụ xung đột cũng như là cái vùng red zone nó nằm rất là gần ở cái khu vực cổng sơi. Tại vì sao? Bởi vì nhiều người, đúng rồi, cái điểm nóng mà. Thường thì tầm khoảng 50-60% những vụ giao tranh thì nó sẽ ở cổng trời. Thì ở trên cái khu vực cổng trời này thì không biết tại vì sao lại nhiều người như vậy. Và mình theo mình nắm bắt được một số thông tin thì ở cái khu vực cổng trời này nó có khá là nhiều tài nguyên. Cho nên anh em lên đây để giao lưu và bỏ công cũng như là tài năng thôi. Đấy, nếu mà anh em núp xuống đây thì anh em hãy vứt ba lô các kiểu ra thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Bởi vì cũng không có ai thấy đâu. Hoặc thay vì vứt thì em hãy mặc những cái bộ trang phục hoặc là ba lô ngụy trang thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Đấy, và em cũng có thêm một cái địa điểm khá là hay ở phía trên này. Và sự nữa mình sẽ hướng dẫn cho em luôn. Em lưu ý là phải có bông keo nha. Không có bông keo là linh không có được đâu. Vậy thì hiện tại thì mình sẽ lên ở cái khu vực này. Hai trái bông keo thôi, không cần nhiều. Mình thấy nó được cực kỳ nó ạ. Và còn gì hơn nữa, đây thì mình sẽ đắp hai trái bông keo ở đây này. Ôi dồi ôi, độ dân con đúng hai trái bông keo đấy mà. Vỡ hai trái bông keo này thì đúng thật là ý là còn cái nịt luôn. Con đúng cái nịt đây em ơi. Đây thì mình sẽ ném hai trái cho nó cao lên xíu. Rồi một thêm trái nữa. Rồi đây nhá, hai trái này. Úi dồi ôi. Đây này để mời lê luôn. Úi dồi ôi. Lại. Rồi, úi dồi ôi, một trái thôi. Uy tín quá luôn. Và bây giờ mình sẽ lên trên này. Ở trên này thì chắc chắn thì không ai để ý đâu. Đéo thế nào mà để ý được. Rồi, ok, cảm ơn em rất là nhiều cái video này của mình.
anh em hãy nào thì hay hãy cho mình subscribe kênh cũng như like và share cả video hôm nay của mình nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của mình nha.